người tổng đạo diễn đã dàn dựng rất là nhiều game show truyền hình của quý vị đang xem trên Facebook. Trên HTV, trên Bình Long, đây là tổng đạo diễn và tất cả quý vị đang xem game show là ở đây nè. Mọi người quý vị dành một tràng tay thật lớn cho đạo diễn Khánh Trâm. Cảm ơn nhiều, xin cảm ơn. Và một nữa xin cảm ơn và chúng ta hãy đếm 10 đến 1 nha. Hãy quay lại với DJ nha.